Ok nhá, xin chào thầy các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game One Punch Man. Giờ trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Nói chung là Tết nhất bận rộn quá, người dọn nhà gần chết. Bây giờ còn có mấy tiếng nữa là sang ngày mới, còn nửa tiếng nữa đi vào xem qua cái sự kiện hội Tân Xuân có cái gì nhá. Bận quá không có thời gian. Thì trong cái sự kiện này đây sẽ chia thành nhiều ô. Ở đây có đây đầu tiên là danh sách tham quan này. Đầu tiên là tích lũy đăng nhập nhận quà cho cái pháo bông, chắc là để bắn cái gì đó lên nhá. Nhiệm vụ ngày đấy yêu cầu mình là cái gì? Đầu tiên là mua hoạt lực thì mình vừa mua rồi. Hôm nay đốt pháo hoa một lần đấy, vừa tặng mình pháo hoa rồi đốt lên là xong đúng không? Hôm nay tham gia quyết đấu ngôi nhà trò chơi một lần. Để xem cái quyết đấu ngôi nhà trò chơi là cái nào nào. Ngôi nhà trò chơi đây, mình vào cái này xem thử nhé. Ở đây xem qua tí về cái quy tắc của này đấu như thế nào nhé. Thời gian thì không quan tâm nhé. Đây, đấu xúc xắc gồm có 3 hàng trên dưới giữa à gì? Trên giữa dưới. Tổng cộng là 9 ô. Hai bên lần lượt ném xúc xắc nhận điểm quyết đấu. Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên người ném trước. Người ném trước ưu tiên ném xúc xắc. Chọn điểm nhận được đặt vào bàn cờ 3x3 phe mình. Quy tắc xác định phe thắng. Khi có một bên điền đầy các ô, cưỡng chế kết thúc trò chơi để tính điểm. Phe có nhiều điểm hơn sẽ chiến thắng. Khi số lượt đạt tối đa, cưỡng chế kết thúc trò chơi sẽ được tính điểm. Bên nào có nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng. À, cái này đọc rồi à? Sao giống nhau đấy. Khi số lượt đạt tối đa, còn kia là khi có bên điền đầy ô, ở khác nhau một chút xíu. Tiếp tục là dưới này, một bên bất kỳ chủ động thoát khỏi trò chơi sẽ mặc định chịu thua, tổng kết sẽ thua. Tiếp tục là đây là khi hai bên tổng kết số điểm có số điểm cuối bằng nhau, bên nào trước sẽ giành chiến thắng. Có trường hợp vừa bị hòa nữa cơ, đúng không? Quy tắc tính toán ở đây là khi xúc xắc cùng điểm của phe ta đặt cùng hàng, điểm sẽ được cộng với nhau rồi nhân với bội số. Hai xúc xắc giống nhau nhân 2, ba xúc xắc giống nhau nhân 3. Rồi. Quy tắc đổi, khi xúc xắc do phe ta đặt có điểm và xúc xắc của đối phương đã đặt sẽ triệt tiêu xúc xắc của đối phương. Là sao nhỉ? Khi xúc xắc do phe ta đặt có cùng điểm, à hai cái, tức là hai cái số xúc xắc bằng nhau triệt tiêu nhau. Ví dụ đối phương đặt đặt 3 3 ô 6 điểm, phe ta đặt 6 ô cùng hàng 3 ô 6 điểm thì sẽ mất rồi, ok. Tiếp tục là mỗi lần phép ghép quyết đấu sẽ tốn hoạt lực là 35. Phe thắng trận sẽ nhận được cái đạn hoa X1, pháo hoa nhỏ X12 nhân 12, và phe thua nó nhận được 1 với 4. Nói chung là thua được ít hơn thôi. Thời gian ghép bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 24 giờ. Ô chết, bỏ mẹ qua bố giờ ghép được đâu. Ngoài thời gian này có thể chơi thử không tốn lực. Giao đấu một lần sẽ nhận thẻ thẻ phúc phúc Tết rồi. Dùng để mở khóa nhanh mối gì? Để mở khóa manh mối hình trong tính năng rồng may mắn kỳ ngộ. Khi mở hết thì manh mối này sẽ không thể nhận cái thẻ nữa. Ôi chết, bỏ mẹ rồi, mình quay video lúc khoảng tầm 4 rưỡi sáng thì đánh làm sao được. Cái này ngoài giờ ghép đúng không? Ở hôm cái hôm nay ngày đầu bỏ qua cái này nhé. Có thể chơi thử tí xem nó như thế nào. Đầu tiên là quay đúng không? Bên này chọn về là đối phương được lắp xúc xắc trước. Để xem thử tí cho biết thôi. Mình là 4 không? Thì đặt lên bừa chỗ này đúng không? Kiểu kiểu vậy. Bên kia là 3, đặt chỗ nào? Đặt ở giữa. Mình 4 tiếp, 2 4 giống nhau thì được nhân đôi, thì cho cái 4 này lên ô đầu đấy đúng không? Là 4 4 là 10, 4 x 4 là 16 đúng không? Thôi. Nó vừa có số 4 nó triệt tiêu mất mình rồi. Này là 3, cho đề để đây đi. Đó, mình sẽ triệt tiêu lại nó đúng không? Cái kiểu kiểu chơi vậy thôi, còn thắng thua nào mình xem thực tế. Này 3 tiếp cho đây đây cho nhân đôi. Cái này là 6 à? 6 đặt luôn chỗ này đi. Cao điểm hơn. Trên kia là 8 này, số này 3 cho tiếp vào đây đi. Cho nhân tối đa đi. Chỉ được có 27 nhỉ. Này là 5 cho lên đầu đi. Cứ chơi bừa cho biết cách chơi mà sao chơi sau. Này 3 tiếp à. Thôi chắc phải vứt lên đầu vì chỗ dưới đang hơn rồi, cho đến tiếp cho ngang điểm đi. Bên kia sắp đặt đủ rồi. Chỗ dưới mới đang hơn rồi, dồn tiếp vào chỗ trên. Thì giờ mình vừa triệt tiêu là một ô. Cái kia đó 12 vẫn cao hơn. Bây giờ bắt buộc phải đặt xuống dưới, hết hết ô rồi. Đặt xuống dưới thôi. Ok, thắng nhất tại vì đơn giản là mình có hai hàng cao hơn đúng không? Thì thắng thôi. Ok, để biết qua cách chơi chút do mình hôm nay on muộn quá nên chấp nhận mất một hôm nhé. Nhưng có thể dùng hoạt lực bù được, đúng không? Không lo lắm. Nó mất tí cái quà ở chỗ quà bên này thôi. Mất cái quà ở chỗ nhiệm vụ ngày thôi.
là mất đi một cái pháo hoa đấy hoàn toàn có thể bù được. Rồi cái đấy không do. Tiếp tục ở đây nữa là gì? Khiêu chiến một lần cái này với lại mua hoạt lực xong rồi. Tham gia quyết đấu ngôi nhà trò chơi rồi, đốt pháo hoa rồi, nói chung là làm cái. Bây giờ cái số sâu tài năng tân xuân là cái gì nhỉ? Để xem qua một chút xíu. À đây đánh cái này à. Nó cho mình 3 lượt thôi khiêu chiến thôi. Đợt này hơi nhục một tí là đợt này mình chuyển sang con MK đấy, đam mình bị tụt tụt đấy. Thế nên là chuyển MK không cho nó vào đánh những gì. Đấy bảo MK đánh những con bot đơn nó sẽ không tối ưu lắm ấy. Nên thôi chắc phải chơi thử tí cho tanh top lên tiếp thôi. Mình nhét thêm con xương rồng này nhỉ. Chết thêm xương rồng lấy tí đam thôi. Bỏ bớt con phượng thì mình nghĩ chả chả chết đâu. Hay có xương rồng cho thêm cả vua lòng đất vào đốt. Tại bây giờ mình thực sự mình hơi đuối về đam ấy vì mình gỡ mất hai con mạnh rồi. À, mình cho con si king vào đẩy đi. Cho si king vào đẩy, chấp nhận vậy. Thì si king thì đây thì Zombie Man Book đúng không? Thì tank top ở trên rồi. Xương rồng rồi. Để con si king lên trước đi này đây. Hay để con MK, MK được búp nhiều. Thì con này đẩy con tank top cũng được. Xương rồng ở dưới, thử đánh vậy xem sao nhé. Cũng hơi bí cho mình một tí xíu. Chuyển ra cái con bên này. Hôm nay bận quá đúng ra nếu mà quay video sớm hơn thì chắc không bị mất cái lượt kia rồi mất tí mất một cái pháo hoa nghĩ không quan trọng đâu cái đấy có thể bù được. Hôm nay là ngày đầu tiên của sự kiện nên mình lên video có thể là ngày thứ hai thứ ba thì đấy rồi nhưng mà lúc mình quay ngày đầu tiên thì nhận mất mất tí quà nhé do căn bản là quay video muộn quá. Tết đang dọn nhà dọn chưa xong đang thức xuyên đêm để dọn và quay video một tí rồi mới dọn tiếp. Mình nghĩ đánh cái này nó mấy phát đầu không khó đâu, mình xem có kết liễu được luôn không đâu. Các bạn con xương rồng đam rất to rồi mình lại rút ra để cho con kia rồi mà MK lại chưa ok lắm nên mình hơi lo. Nhưng mà thời điểm mình quay video này là sang ngày sang qua 5 giờ sáng sang ngày mới là mình sẽ được quay siêu thị kỹ. Mình hy vọng sẽ khá hơn. Nhưng nó bết bát thế này thì khổ lắm. Hy vọng sẽ làm mình không làm mình thất vọng. Nhưng yếu quá mình bực lắm, bực lắm, bực lắm. Cái này đánh theo thành tích cao nhất hay đánh theo số lượng máu nhỉ? À, ghi thống kê tổng sát thương cho con này máu vô hạn này. Mà chỉ đánh theo nào máu cao hơn rồi. Nếu đánh vậy chả bao giờ chết được thì ấn bỏ qua thôi. Mình tưởng đánh theo kiểu kết liễu máu đấy đánh tổng sát thương cái này thì bỏ qua xem kết quả thôi. Nếu đánh mình thì chả chết đâu. Mình server cũ đánh không bị chết nên mình đánh rất là lợi thế. Quan trọng giờ xem sát thương tổng tính bao nhiêu. Nhiều số không quá mình không quan tâm nhé. Quan trọng nhận quà thôi, đúng không? Quan trọng nhận quà thôi. Còn mấy lượt thì càng quét nốt thôi không để nó vượt lượt nó chả làm gì. Đấy là đánh xong cái này tí. Tiếp tục sang tiếp bên này là sang tiếp cái bên kỳ ngộ may mắn xem là cái gì nào. Này đây là gì? Cái vé lấy ở đâu nhỉ? Trong thời gian hoạt động có manh mối vị trí của 6 con rồng may mắn cần tốn số thẻ phúc Tết chỉ định mở khóa tham gia xúc sắc quyết đấu. À về cái đấy mình tạm thời cái này bỏ qua nhé, vì mình đang mất cái kia làm gì có cái mà chơi cái này đâu. Mình sang tạo cái nhà hát pháo hoa bắn pháo hoa đi. Ở đây hiện tại ở đây mình đang có 32 pháo hoa, nhiệm vụ yêu cầu cái gì đây? Cái điểm nay đạt 50 điểm nhận này. Đốt nhá. Cái này là gì đấy? À hiệu ứng pháo hoa hình gì à? Tôi chọn hình Fubuki chẳng hạn đi, chọn bừa đi quan trọng gì đâu không? Này đạp phá và đốt hay sao? Cái này mời bạn đốt cùng à? Cái này đốt luôn thôi chứ còn gì có bạn thì đâu mà mời nữa. Mời người khác cùng ngắm đội sẽ được thưởng ngẫu nhiên. Mà giờ này mình đang quay sáng sớm thì chả có ai để nhận đâu. Cứ đốt thôi. Tại mình quay video giờ lập dị nên chả có ai on cùng giờ này đâu. Đấy, đốt ra hình Fubuki thì tí. Sau mình chọn Tatsumaki ra hình Tatsumaki, chọn Zenus ra Zenus kiểu kiểu vậy thôi. Này chia sẻ được quà không nhỉ? Ấn thử chữ chia sẻ được quà gì không? Ấn thôi chứ mình chả chuyển ra Facebook tắt đi thôi. Ấn xong tắt đi thôi. Rồi biết qua tí xíu ấn qua chút xíu nhé. Cái này bắt buộc phải ghép tiếp video rồi. Tại vì mình cứ không nghĩ là nó bị tính cái kia. Nhận quà cái này đó. Như vậy ở đây là mình sẽ bị mất. Hôm nay đốt một lần pháo hoa nhỏ. À nãy mình đốt pháo hoa gì? Pháo hoa nhỏ đâu nhỉ? Đây là pháo hoa nhỏ 2024 đây nhỉ? Cái pháo hoa kia mình pháo hoa xịn hơn rồi. Rồi quay ra xem nhận được quà nhé. Đúng rồi nó phân biệt hai loại pháo hoa nhé.
Làm tí vậy cho xong nhiệm vụ thôi. Cái này mất cái nhiệm vụ này tí xíu nhá, mất tí điểm. Thì mất một cái pháo hoa với lại 10k vàng không không vấn đề lắm. Hoạt động còn khoảng tầm 10 hơn chục ngày nữa. Thì để mình sẽ chờ mình nối tiếp video và ghép tiếp cho bạn xem nhé. Mình cũng là mình cứ tưởng có sự kiện như chạy đánh map linh tinh ấy, thì mình tưởng như thế thì đánh giờ nào cũng được. Mình không nghĩ là sẽ chơi cái sự kiện theo kiểu là mất hoạt lực và chơi cái nhà trò chơi này, nên thành ra không ngờ kiểu đó. Mình sẽ nối tiếp video các bạn xem. Rồi ok nha, bây giờ tiếp tục quay trở về tiếp tục với lại cái sự kiện của hội Tân Xuân. Tiếp tục hôm nay bây giờ vào trong cái khung giờ đánh thì đánh tại tí cái chỗ của cái gì nhỉ? Cái ngôi nhà trò chơi nhá. Đây ghép cái này phát này. Này chơi tí cho vui, dạo này mình không ham hố với cái sự kiện hoạt lực lắm thì mình hay dồn vào tướng hơn. Mình đi trước số 3, tôi vứt tạm đầu thôi, hiện tại chưa biết gì không, cứ chơi bừa đi được bao nhiêu thì được. Số 4 à, để tạo ô cuối đi. Hai cái đều số 3 bị triệt tiêu đúng không? Này là số 6 cho vào đây là triệt tiêu số 6 của địch nhỉ. Đấy. Nhưng mà chả biết thắng thua là nói chung mình cũng chả biết chơi trò này lắm, chỉ bừa thôi. Đấy tiếp tục ra số 5 à, số 5 mình cho lên trước đi. Đấy, cái này chơi cũng nhanh, nói chung cái này chơi cơ bản cũng nhanh. 5 ở đây bây giờ thì cho lên đầu tiếp đi. Định cho ô 6 và xem có ra là số 6 tiếp không phải nhân đôi không. Hai cái này giống nhau x2 này, là lên được thành 4 điểm này. Cái này số 3 tiếp, số 3 này hơi lẻ, thôi vứt tạo ô đầu, có gì hy sinh ô đầu đi. Để được triệt tiêu số 3 của địch luôn. Nó có số lượt nhất định nhá, tức là trường hợp mà hết lượt chưa xử lý xong là nó cũng sẽ xử lý thôi. Số 5 tiếp và số 5 bây giờ lại không trùng, nó phải đẩy tạo xuống ô dưới đi. Một là kín ô, hai là hết hết số lượt là sẽ tính điểm đi. Số 2 thì hơi khó, mình đang muốn để dành ô 6 và để tạo xuống dưới đi. Lại triệt hạ số 3 của mình ở trên thôi. Điểm giờ là 20-20 đấy. Bây giờ mình để tiếp số 3 đầu triệt hạ số 3 của địch là mình lại hơn điểm. Đây hơi nguy hiểm, đây số 5 kìa. Đây, x2 chỗ kia mất rồi. Mình được số 5 tiếp. Cho vào đây đi. Hơn chút xíu chứ ăn thua lắm. Số 4. Chỗ này đang x2, số 6 chắc chắn là thua rồi. Thôi để số 4 lên tiếp ô đầu đi. Triệt hạ số 4 của mình đi bên kia luôn. Số 3 thì giờ lên đầu là x2. Lại số 4 tiếp, số 4 giờ bí, không có chỗ nào vứt cả. Tôi đành vứt tạo ô số 6 vậy. Con này nguy cơ thì hơi thua rồi. Mặc dù mình đang hơi tí điểm mà người ta số 6 là mình hơi căng này. À mình số 6 tiếp x2 chứ mình lại có lợi thế. Ồ may quá vẫn thắng. Tưởng thua. Ok nhé. Thắng được thêm cái vé hồng hồng đỏ đỏ dưới này, đánh tiếp nhá. Đánh cái vài trận nữa. Các bạn hôm nay hơi bận mà cái này sự kiện còn nhiều ngày, quay vài phát đánh cho nó biết thôi, chứ còn bảo đánh nhiều quá chắc cũng không đánh nhiều. Cho tạm lên đầu đi. Số 2 à? Dí chỗ số 1 đi. Bên kia được số 5. Mình được số 3. Thôi cái hàng dưới hơi nát ở đây. Thôi cho lên đầu đi. Họ được số 6 là x2 rồi. Để hàng đầu coi như là mất rồi. Nếu thêm số 3 x2 thì tí xíu thì vẫn thua không? 16 vẫn thua. Phát này hơi căng rồi. Hàng đầu kia gần như họ hơn hẳn rồi. Số 2 dưới x2 này. Số 6 là dí vào ô giữa đi. Hy vọng ô giữa thôi. Số 5. Nếu nuôi hy vọng ô 6 này thì... À đâu, số 5 đây triệt tiêu số 5 của họ luôn đi. Số 3 thì thôi làm nào mất hàng này. À số 3 đây triệt tiêu luôn. Mà hàng này không được x2 phát nào thì hơi ít điểm. Để x2 được ngon hơn. Ở đây hủy cái là có cơ hội x2. Rồi cái số 4 ở đây, số 4 triệt tiêu ở dưới. Nó có 25 lượt là tối đa thôi. Mất số 6 của mình rồi, số 3 triệt tiêu số 3 rồi. Cho mình nguy cơ phát này thua rất là cao nha. Chắc họ cho ở dưới để họ triệt tiêu số 3 của mình nhé.
Số 2 bây giờ nhét đâu cũng chết nhỉ. Có mỗi ô này nhét thôi, phát này thua rồi. Phát này khó rồi, phát này nguy cơ thua rất cao nhé. Hơi hơi khó lật kèo thế này. Số 5 là x2 một tí xíu ấy. Mà hết bố ở tổng điểm vẫn thua. À đâu, vẫn thắng. Vẫn thắng hơn được 3 điểm. Vài may vãi trưởng được quả x2. Ô thế tính ra chơi cũng không biết là chơi nó dễ hay là chơi hên nhỉ. Chơi tiếp xem nào. Chả lẽ là chơi ngon thì chắc ăn may thôi, nhưng mình không nghĩ là dễ như vậy đâu. Nãy giờ thắng được 2 trận rồi đang sướng, có thể thay nó khí mình thắng 2 trận trước cho mình thua sạch sau. Mình cái trò may rủi ấy. Hôm nay chắc chơi nốt trận này thôi, chơi vậy này. Hôm sau chơi tiếp, hôm nay không có thời gian, đúng không? À, quay tí mọi người hình dung qua sự kiện trong game thôi. Số 4 thì dí xuống dưới. Rồi sẽ triệt tiêu ở giữa. Số 2 cho lên trên, triệt tiêu ở trên. Thì số 6 chắc ở dưới cùng nhá. Biết ngay mà. Số 2 bây giờ chả có chỗ nào để cả, tôi để tạm ở giữa để x2 thôi. Số 4 chắc là để ở giữa để x2 nốt. Mình có số 4 triệt tiêu ở giữa thì. Một phát hủy luôn một cặp x2 luôn đó. Đây có số 6 triệt tiêu số 6 này. À quên quên số 6 bên họ. Nhầm, cứ tưởng bên mình. Số 1 thì hơi bé rồi, số 1 vẫn tạm ở giữa. Thế là đi kiếm số 6 mình diệt cái hàng ở giữa. Thôi được, ba con 6, đậu phộng đỏ thế. Ba con 6 thì hơi khó rồi. Giờ mình kiếm được số 6 mình diệt tiêu được chứ không cũng căng, đấy. Lên đây triệt tiêu số 1 của mình đó. Số 5 vẫn chưa được. Số 3 vẫn khó. Rồi phát này dễ, phát này chắc là thua thật sự rồi. Phát này bị bỏ xa, nó toàn số 6 này đánh thế quá không được. À đây là số 6 triệt tiêu được cái hàng x3 ở dưới. Lại có lợi thế rồi. Phát này lại may mắn là có lợi thế rồi. Đấy kìa, ui chúng ta được 2 phát x2. À nếu mình kết thúc phát này được thì mình thắng này. Không, phát này bị ấy và phát là tổng điểm mình thắng. Cứ tưởng thua thắng, nói chung phát này ăn may 3 phát đều thắng. Thôi đánh vậy thôi, lấy vài phát thôi. Rồi sang tí cái chỗ kỳ ngộ may mắn thì có cái vé hồng không, mình có thể mở khóa không. Cái này mà cái này tiêu hao số lượng khá là lớn à. Tức cái này mình tích nhiều, chơi nhiều mới mở được cái ô ra, hiện tại chưa mở được. Phần thưởng cho mình thêm cái vé rồi phần thưởng cũng bé thôi, để cho lấy sưu tầm cho vui thôi, chứ cũng không có gì hấp dẫn lắm. À nhưng mà tính số lần là, tức là kiểu mình chơi nhiều lần mở nhiều lần được. Thôi cái này có thể từ để chơi sau, mình làm nhiệm vụ ngày hôm nay trước thôi. Đợt này cao điểm Tết hơi bận, ấn chữ nhận nhanh ở dưới là có nút nhận nhanh rồi. Ngoài ra đây còn có cái nhiệm vụ ngày đấy, còn cái chỗ mua hoạt lực với lại đốt thôi, nhưng mua hoạt lực thì thoải mái. Có mỗi cái sự kiện cái chơi trò chơi vừa rồi nó bị khống chế thời gian từ 8 giờ sáng đến 24 giờ đêm ấy, nên nó bị khó cái chỗ đấy thôi. Còn những cái sự kiện khác thì cơ bản chơi khá là dễ, nên thôi cũng không vấn đề lắm. Để cho người xem qua tí sự kiện thôi, còn chơi sự kiện này hay không để mình xem kinh tế nào đó. Tại vì nhiều khi chơi nhiều quá áp lực lắm, tại đợt này nó ra cả vòng quay, ra cả tướng, còn các sự kiện linh tinh cơ. Nhưng một cái sự kiện riêng của cái trò này ở trên web thì có vẻ không đánh giá cao lắm. Tại vì mình người chơi server cũ mình thấy cảm giác quà nó không hấp dẫn mình lắm. Bây giờ quay chỗ nhà hát pháo hoa nhé. Cái này thì ra mình thích, mình có thể tạo một số cái nick clone vào xem cùng cho nhiều điểm cũng được mà thôi. Mình chơi vui vui, chả quan tâm nữa. Tạo nick mất thời gian lắm. Bây giờ ra sẽ đốt pháo hoa luôn nhé. Chứ còn nếu bình thường mình rảnh là mình sẽ tạo một đống nick và mình bật nhiều cái giả lập lên mình cho ấy. Tại vì nhiều khi bạn bè nó không on cùng giờ ấy, thì hay chơi kiểu đấy mà thôi. Bây giờ trường hợp này thì thôi bỏ qua. Để lấy thêm chút quà thôi, cái này cũng không cần chia sẻ đâu. Có lúc nào ấn nhanh không nhỉ? Ở đây chỉ có đốt pháo hoa, có lúc nào đốt một loạt không nhỉ? Nhưng không có à. Còn bên này đốt cái này thì tôi cứ ở đây là cái này chọn hình thôi. Nó không có lúc nào đốt đồng loạt nhỉ. Còn thưởng tiến độ cho mình một số cái quà linh tinh đây. Chứ cứ đốt từ từ thôi. Có chưa có một số cái quà mốc dưới cũng ngon nên chắc đốt nhiều nhiều vào đúng không? Đốt thêm thôi. Không cần nhắc nhở đâu. Mà cái đốt này rất là mất thời gian nên không biết có lúc nào đốt nhanh rồi mình không nhìn thấy không. À như hiện vậy lâu hơn được, để vậy nhanh hơn à? Không, vẫn thế, không chả chả khác gì nhau cả. Nó chỉ là hiển thị thêm mấy cái thanh chắc linh tinh thôi. Để đốt về hơi mất thời gian, cái này thôi mình tự đốt nhé. Cái này mất thời gian quá. Cái gì nhanh nhanh thì làm thôi. Ngoài cái đốt thời gian còn cái đốt ở bên ngoài nữa. Cái này có thể mua bằng kim cương được cả pháo cả. Không, cái này không cần mua đâu, đốt bình thường thôi. Cái này này hôm trước mình đốt làm sao mình quên sửa cách đốt rồi. À đây, đây chỉ của nó này. Đốt một cách tối đa nhé. Cái này không biết có giới hạn số lượt nhận quà trong một ngày không nhỉ? Hình như là không, đúng không? Đốt nhé. Đầu Saitama. Cho cái này chơi cho vui thôi chứ còn thực ra quà thấy bình thường. Có mỗi cái trò kia thấy chơi nghịch cũng vui vui đấy. Rồi lấy cái thưởng tiến độ này.
Nói chung cái này sự kiện còn nhiều ngày ấy. Thứ lại cái này nó lại khác cái kia, nó không bị giới hạn số lần càn quét một ngày. Nên ra cái này hoàn toàn có thể gom nhiều hoạt lực mình chơi ngày cuối cũng được. Hoặc cái này tùy hứng mình chơi thôi. Còn nói chung phần thưởng thì nói chung chắc nhiều khả năng ở mốc này có cái hộp này là... Cái này nó lại không cho mình nhìn xem là đây là đồ lựa chọn hay không nhỉ. Không biết trang chủ có ghi rõ không ở đây, cái đồ này chỉ tò mò cái đồ thôi. Không biết có đáng để lấy không. Còn cái giày tốc cũng ngon đấy, mình đang cần cái giày tốc. Nhưng thôi để cái đấy sự kiện này mình tính sau ở đây cho mọi người review qua chút sự kiện mọi người xem thôi nhé. Đây nhận tí quà này. Lần trước mình nhầm cái điểm này là cái điểm mình nhầm sang cái điểm độ nhiệm vụ bên ngoài. Nhưng thực ra cái này là cái điểm chơi cái này. Nên ra cái này cứ từ từ mà chơi thôi, không vấn đề lắm. Cho mình cả mảnh Puri cũng khá là ngon, nên ra đợt này nếu mà lấy Puri nâng cấp cũng khá là tiện đấy. Mình cũng rất là muốn lấy, không biết có đủ kinh tế không. Nhưng mà nếu mà lấy được thì khá là tiện. Lần trước mình nhầm cái điểm năng động bên ngoài. Ở đây cái điểm này điểm trong cái sự kiện này, đúng không? Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và thôi sự kiện cho qua tí vậy thôi nhé, mình cho người review qua chút sự kiện thôi. Nó không có gì đặc sắc lắm, chơi rất là dễ thôi. Chẳng qua điều là tùy khả năng từng người thôi. Còn cái sự kiện chơi xúc sắc kia mình thấy chơi cũng khá là nhanh, nên thành ra nói chung cứ thong thả mà chơi rồi sẽ kết thúc ở sự kiện. Còn giờ trong video hôm nay tạm thời mình kết thúc ở đây thôi. Bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn thôi bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé.